Bác sĩ Hà Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã báo cáo với Ban chỉ đạo của tỉnh về trường hợp một bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiễm virus cúm AH1N1. Bệnh nhân nữ sinh sống ở huyện Châu Đức và đang công tác tại một trường học trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Cách đây 4 ngày, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi nên đã đến Bệnh viện Hòa Hảo tại thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra. Kết quả chẩn đoán và xét nghiệm của Bệnh viện Hòa Hảo xác định bệnh nhân bị nhiễm cúm AH1N1. Bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện này. Cúm AH1N1 lây truyền từ người sang người và dễ bùng phát thành dịch. Hầu hết những người nhiễm cúm AH1N1 có thể tự hồi phục mà không cần đến thuốc, nhưng có nhiều trường hợp nhiễm cúm AH1N1 diễn tiến nặng và tử vong. Ngành y tế sau khi nắm thông tin đã thực hiện các biện pháp điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý ổ dịch theo quy định của Bộ Y tế.